Hi guys, welcome to loyaihai.com. Our lesson today is Project Unit 8, Sports and Game. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với loyaihai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Project bài số 8, Thể thao và trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, Activity 1, Read the information about a traditional game. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy đọc thông tin về một cái trò chơi truyền thống. Đầu tiên, name of the game, tên trò chơi, blind man pup, bịt mắt bắt dê. Number of player, số lượng người chơi, 5 or more, 5 hoặc nhiều hơn. Equipment, a blind phone and open space. Thiết bị, đó là một cái dây bịt mắt và không gian mở. How to play, cách chơi. 1. Players stand in a circle, one person blindfolded, the seeker stand in the middle. Các người chơi sẽ đứng thành vòng tròn, một người bị bịt mắt thì đó là người kiếm sẽ đứng ở giữa của vòng tròn. 2. The seeker tries to catch each other who are trying not to be caught. Người tìm kiếm sẽ cố gắng bắt những người khác đang cố gắng để không bị bắt. 3. When the seeker catches a player, he or she tries to get who is it by touching that player's face and hair. Khi mà người tìm kiếm bắt được một người chơi, thì cô ấy hoặc anh ấy sẽ cố gắng đoán xem đó là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc. 4. When the seeker says that player name correctly, he or she becomes the new seeker. Khi mà người tìm kiếm nói đúng tên của người chơi đó, thì người đó sẽ trở thành người tìm kiếm mới. Thì đó là cách chơi và nội dung hoạt động thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo, Activity 2. Choose one of the following games and write about it. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy chọn một trong số những trò chơi sau đây và viết về nó. Đầu tiên, tug of war, rope pulling, có nghĩa là trò chơi kéo co. Skipping, nhảy dây. Wrestling, đấu vật. Cue, gợi ý. Các em sẽ viết những nội dung như sau: name of the game, tên trò chơi. Number of players, số lượng người chơi. Equipment, thiết bị. Và how to play, cách chơi. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Thì đầu tiên cô sẽ chọn trò chơi đó là kéo co. Name of the game, tug of war, tên trò chơi, kéo co. Number of players, at least 4 people, 2 people for each team. Số lượng người chơi, tối thiểu là 4 người, 2 người cho mỗi đội. Equipment, thiết bị, a long rope, nghĩa là một cái sợi dây dài. How to play, cách chơi. Two teams will compete against each other. The center of the rope should align with the center mark on the round. As soon as the referee blows the whistle, each team can start pulling the rope into their territory. Each team pulls the rope along with the member of opposition team to their side. As soon as the second mark on the rope from the center red mark crosses over to the center line, the team to pull the rope to their area wins the game. Và cách chơi như sau. Hai đội sẽ thi đấu với nhau. Tâm của cái sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu trên mặt đất. Ngay sau khi mà trọng tài thổi còi thì mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về phía của mình. Mỗi đội sẽ kéo dây cùng với các thành viên của đội đối lập về phía của mình. Và ngay sau khi mà điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa của màu đỏ vượt qua cái vạch chính giữa, thì cái đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình thì sẽ chiến thắng. Đó là cách chơi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo, đó là Activity 3. Working groups take turn to give presentation. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy làm việc theo nhóm và luân phiên thuyết trình. Thì sau đây cô đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình cho hoạt động thứ 2. Các em có thể cùng cô tham khảo. Hello everyone, today I will tell you about popular traditional game in Vietnam. Xin chào mọi người, hôm nay thì tôi sẽ nói cho các bạn biết về một trò chơi truyền thống ở Việt Nam. The name of game is tug of war. Tên của trò chơi là kéo co. To play this game, we need at least 4 people and a strong long rope. Để chơi cái trò chơi này, chúng ta cần tối thiểu 4 người và một cái sợi dây chắc chắn.
When playing the game, we must follow the following rule. Khi mà chơi trò chơi này, chúng ta phải theo những cái quy luật sau. As soon as the referee blows the whistle, the game starts. Ngay sau khi mà trọng tài thổi còi thì trò chơi bắt đầu. Two teams will compete against each other. Hai đội sẽ tranh tài với nhau. Each team can start pulling the rug into their territory. Mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về phía khu vực của mình. The center of the rug should align with the central mark on the round. Tâm của sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu ở trên mặt đất. Each team pulls the rug along with the member of opposition team to their side. Mỗi đội sẽ kéo dây cùng các thành viên của đội đối lập về phía khu vực của mình. As soon as the second mark on the rug from the center red mark crosses over the center line, the team to pull the rug to their area wins the game. Ngay sau khi mà điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa của màu đỏ vượt qua cái vạch chính giữa, thì cái đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình thì sẽ giành chiến thắng trò chơi. Thì đó là nội dung của bài trình bày này, các em có thể tham khảo. Và như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong 3 bài tập trong phần project. Thì sau đây cô sẽ tổng kết toàn bộ từ vựng các em cần ghi nhớ trong bài học này. Chúng ta có từ đầu tiên đó là a traditional game. Number 1, a traditional game. Nó có nghĩa là một trò chơi truyền thống. Tiếp theo, number 2, blind man pup, có nghĩa là bịt mắt bắt dê. Và từ thứ ba cô có từ equipment, có nghĩa là thiết bị. Từ thứ tư cô có từ blindfold. Nó có nghĩa là dây để bịt mắt. Từ thứ năm, cô có từ space, có nghĩa là không gian. Không gian. Và từ thứ sáu, cô có từ seeker, có nghĩa là người tìm kiếm. Và từ thứ bảy, cô có từ catch, có nghĩa là bắt lấy. Và từ thứ 8, cô có từ skipping, có nghĩa là trò chơi nhảy dây. Và từ thứ 9, cô có từ tug of war là kéo co. Và từ thứ 10, cô có từ wrestling, có nghĩa là đấu vật. Và từ cuối cùng, cô có từ cue, có nghĩa là gợi ý. Thì đó là toàn bộ 11 từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Thì sau đây cô sẽ di chuyển đến phần cuối cùng, đó là phần tổng kết. Thì sau khi mà hoàn thành tất cả nội dung của bài tập số 8 này, thì các em sẽ kiểm tra các kiến thức mà các em đạt được là bao nhiêu. Sau khi kết thúc bài học này, các em có thể use the word related to the topic sport and game. Sử dụng những cái từ ngữ mà liên quan đến đề tài thể thao và trò chơi. Pronounce the sounds E and A correctly. Phát âm đúng âm E và A một cách chính xác. Use the past simple. Sử dụng thì quá khứ đơn. Use imperative to tell someone to do something. Sử dụng câu mệnh lệnh để nói ai đó làm một việc gì.
express and respond to congratulations, thể hiện và phản hồi một lời chúc mừng. Read about favorite sports star, đọc về một cái cầu thủ thể thao yêu thích. Talk about famous sports people, nói về một cái người thể thao nổi tiếng. Listen about sports game, lắng nghe về một môn thể thao và trò chơi. Write a paragraph about a sports game, viết một đoạn văn về một môn thể thao hoặc một trò chơi. Các em hãy kiểm tra xem mình đạt được bao nhiêu. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Còn bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.